chọi trâu ở trên khuôn há nhưng mà nhà đi xem rồi các bạn ạ. Ở hôm nay mình sẽ đi xem chung nhà mình đã ra new nha bạn ơi. Hôm trước thì mình có đăng một clip là để cho trâu nhà mình đi tập luyện nên hôm nay bây giờ mình sẽ đi lên chỗ đấy để xem nha các bạn ạ. Các bạn hãy cùng chờ đón xem trâu nhà mình thi đấu như thế nào nha. Luôn luôn lúc mà xem dưới kia là đó thì mua ngoài đường mấy ông trong rào ngoài rào lần sau nó sẽ có cái bọn người kia gì đấy cái châu châu thì sao lại về căng hết không để chắc điều anh đâu tao về bỏ bố mua cho con vui nhá. Tháng xuống ngoài xuống ngoài đất nghe gì chứ không cái gì cái không có cái tiếng nào chạy không đâu một tí rồi nhá chạy đó em ơi thông báo bảo rồi đợi như tất cả các vị khách đang đứng ở cửa ra ngoài hết rồi để nói nhiều đấy nhỉ. Tôi nói rồi cô nghe tin vô cho xuống chỉ thẳng mặt nhá, đừng tự ái với nhau nhá, nói trước như thế cứ để nói nhiều làm gì nhỉ? Có muốn xem châu chọn tiếp nữa hay không hay là nghỉ nào? Chạy ra kịp chạy chạy ra giáo này cứ ông gọi đang quay giảm người với người giảm nhau chết không phải sao chạy vào mà chỉ giảm người giảm nhau mẹ chân dây kia giảm toàn hết người thằng nào tí miệng hết khổ dây giảm mạnh. Rét này châu đánh khỏe nóng đánh tí nữa mệt mấy thế này đánh dày lắm đánh lâu lắm này đánh nếu đánh như này nó say đòn dưới con nào chịu nếu mà được con đấy thằng không chịu được con đấy chạy như hai con này đánh trong tí phải há mồm một thở cái này sân dài kia đánh đánh không đến lâu cơ cái này lên tháng sau thế này đánh dắt thêm hai con nữa vào đánh nha. Thế này ô hai con này đủ rồi. Đánh hai cặp quá ra phải nó ghẹt nhau đánh ác ấy. Bên Trung Quốc thả loạn xạ hết nhỉ. Trung Quốc thả loạn xạ. chị cầm nước nha. Alo. Đồng chí Sùng công an viên có ra sân có mặt tại đây không nhỉ? Đề nghị đồng chí Sùng công an viên bản vào làm công an tăng an ninh đây chỗ cửa ra vào rồi. Alo. Đồng chí Sùng công an viên có mặt tại sân không? Đề nghị đồng chí Sùng làm công tác an ninh tại cửa ra vào. Tí nữa mới thành mới biết cơ. Con bé thua. Alo, anh gì đang quay máy vào trong sân kiểm tra ngoài nào không được đụng vào trong sân nào?
Anh gì đang ngồi trong hòn đá coi máy kia kìa, ra ngoài đi. Có nghe không nhỉ? Thảo Masafin. Tôi nói ngay từ đầu đề nghị tất cả các vị khách chúng ta không được bước vào trong sân nhá. Cả đoạn đầu nữa. Giá này cũng căng đấy, vừa mới nói đâu. Sao không biết cái mắt nó tỏ nhỉ? Trông mắt đỏ. Đang đánh lại đấy. Cái này sừng nó như nhau. Cho con đen vẫn là đi tủ rồi. Mẹ cũng đang ép vào nó đánh ấy. Rời ra đó. Sừng nó làm cái gì? Con bé này sừng nó làm cái gì? Đem xoay 7 phút rồi. 8 phút. Chuyển đầu 2 phút nữa. Ra tay nó này. Ta chơi ở chân trước. Ê, giờ nó đánh ngại kìa. Ấy ra. Này chơi cái đòn này áp hết nhỉ. Béo hơn đi. Thì nó còn đéo chạy cơ. Cái nhóc chạy mà. Phải chạy. Các vị khách chúng ta giữ bình tĩnh nào, có được hô hào to đấy nhá. Chúng ta giữ yên lặng nhá. Đó tôi lật cái hết. Đi ăn đi. Đi dừng tôi. Hai anh châu này được đấy. Tôi cũng rất thích thì đấy. Mẹ rồi, đéo móc rồi. Nó quan tâm miền lắm. Nhưng đấy. Đây là trận chung kết sớm rồi. Từ lúc đấy nhất cậu. Từ giao giờ. Đúng rồi. Đấy. Mà già rồi đi xem cái con đéo gì nhỉ? Lươn khượn. Nhưng mà sợ là 11 phút rồi đấy. Tao 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 tao
chuột to quá rồi. Tổng trang giả rất tổng trang thực tế rồi. Anh chơi mà tổng trang chó ông mà tổng trang nó. Còn những người đứng đứng ở cửa ra ngoài hết nào để nói nhiều thế nhỉ? Sao cứ để nói nhiều thế nhỉ? Không có tai nghe à? Kiểu đó nó không nghe thua thế. Ô cái ông già này. Ngồi đây này. Nó to sát chạy rồi. Ngồi từ từ mà nhiều trường trang lại chút xe. Cháu chúng ta có ai nó này. Bây giờ là sự cho mình nhiều giao thông mình chế phạm với cháu mình nữa. Hạ tạo là mình chế phạm là nhu khách lấy lịch tiêu rồi chào bà chúc phong hạ cháu mình nữa. Rất nhiều cái phút là các tỏ có nhiều khe trên đường mà sẽ chủ dạng loại tả. Ôi, 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 ôi. Tính ra nào, tính ra nào, cổng tính ra nào. Anh ở đây. Hay đấy. Các bạn ơi, bây giờ là trận chung kết. Tất cả khán giả mọi người hai bên hàng rào cho tôi sự lưu ý nhá. Con trâu nhà mình đang ra rồi nha các bạn nhá. Lưu ý nhá, hàng rào lưu ý nhá. Con này cho mày ra đây, mày con này nó đéo ngán đâu. Thôi là con kia thua. Không xem được. Ôi các bạn ơi, con trâu nhà mình vô địch từ nhà ta này nha. Con trâu nhà mình đã giành chiến thắng rồi nha. Thôi cái này ra đây này. Thôi cửa nhớ ra ngồi đây.